Em Chánh nha, nhà đất Tiền Giang xin kính chào quý anh chị và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thì hôm nay em về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì trên con đường đá xanh là 1,5 m này, 2 m là nha anh chị, là đường xe máy. Từ đây mình ra con đường của nhựa Lê Văn Việt á, tầm khoảng chừng 150 m đến 200 m là mình đụng con đường nhựa Lê Văn Việt. Mình rẽ trái là đi ra cầu sáng Long Định của quốc lộ 1A anh chị. Mình rẽ phải đi về đường huyện 35, là lúc đó mình về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, về thành phố Mỹ Tho, rồi về chợ đầu mối trái cây. Thì trên con đường này thì gia chủ có cái gửi cho em một miếng đất vườn, thì với tổng diện tích là 1.200 m² đất, thì chủ kêu giá là 900 triệu trên 1.000 m², thì mình đo lại bao nhiêu mét thì mình tính tiền bao nhiêu mét cho anh chị. Thì ở đây là anh chị thấy không, khu này là khu vực cũng sầm mức, ở đây mình có điện nước wifi đầy đủ rồi nha anh chị, đây đường điện có sẵn luôn rồi, đường nước wifi có sẵn rồi. Thì về anh chị mình cái việc cất nhà ở thôi, thì em quay cho đối diện mình là hàng xóm, thì xung quanh đất này anh chị thấy không, người ta cũng trồng cây cái rất là nhiều. Ở đây là vùng nước ngọt quanh năm nha anh chị, thì anh chị không sợ nhiễm mặn và nhiễm phèn. Thì mà anh chị theo em đi vô cái miếng vườn mà em định giới thiệu anh chị là miếng vườn này đây. Mặt tiền của mình tên đường này là được 25,5 m nha anh chị, từ cái miếng cột anh chị thấy không, đây từ miếng này anh chị, ngay miếng cột này anh chị thấy không, mình đổ dài của đó là 25,5 m, mình có chiều sâu là 48 m, thì với tổng diện tích là 1.200 m², thì chủ kêu giá là 900 triệu trên 1.000 m², thì chủ sẽ tặng cho mình một ngôi nhà như vậy luôn anh chị không. Đây ngôi nhà của mình quá đẹp anh chị, thì sẽ tặng cho anh chị mình ngôi nhà luôn. Đất của mình là đất cây lâu năm nha anh chị. Thì tên đất chủ trồng dừa và bưởi và xanh đang cho trái nha anh chị. Thì đây là anh chủ đất là anh báo giá luôn nha anh. Kêu nó trong giấy tờ thì kêu tỷ mốt đó. Hết luôn tỷ mốt á. Thì 900 triệu một công đúng không anh? Còn 2 công với là 900. Dạ, thì cái này anh báo nhiêu cũng 900 luôn đi, cho dễ đi. Thì bây giờ miếng này là 1.200 m², thì chủ kêu giá là 900 triệu nha anh chị. Thì giờ mình đo lại bao nhiêu rồi mình tính tiền bao nhiêu nha anh chị. Là được 1.200 đủ không anh? Siêu giờ chục mét hay. Dạ. Rồi anh chị mình mua về mình đo đạc lại nha anh chị. Thì chủ có báo giá rồi đó, là 900 triệu trên 1.000 m². Thì anh chị về đo ra bao nhiêu mét thì tính tiền bao nhiêu mét. Thì tới đây là 25,5 m nha anh chị. Mình có chiều sâu 48 m cho anh chị. Vậy mà anh chị theo em đi vô tham quan vườn trái cây á. Thì tên đất thì chủ trồng dừa và bưởi và chuối già, chuối cũng đang cho trái luôn nha anh chị. Đây chuối anh chị thấy không, chuối to đó. Thì mảnh vườn này trồng nhiều loại cây ăn trái nha anh chị. Ở đây chủ có đặt hệ thống tưới tiêu đầy đủ luôn rồi. Mặt tiền của mình là được 25,5 m, có chiều sâu như là 48 m. Thì với tổng diện tích là gần 1.200 m². Thì mình đo lại bao nhiêu mét thì tính tiền bao nhiêu mét nha anh chị. Đây, tắc anh chị thấy không? Chủ trồng tắc đang cho trái luôn. Thì mảnh vườn của mình là đất sạch đẹp không mồ mả nha anh chị. Đây em xuống tới cái ganh cái chỗ cái cột đó anh chị là 48 m nha anh chị. Ngay cái chỗ xi măng chị thấy không? Là 48 m. Ngang qua đây là 25,5 m. Thì đất mình là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Ngoài sau mình cũng có nhà luôn nha anh chị. Mấy bên đây cũng có nhà luôn. Ở đây chủ sẽ clip nha anh chị thấy không? Sẽ từng clip nha. Đó.
cái đặt để tuần clip về để cho anh chị mình lấy nước mình tưới. Ở đây là của mình là có đường thoát nước đầy đủ nha anh chị, mấy sao đây là anh chị thấy không, ra tới đó luôn thoát nước đầy đủ luôn. Thì cái mảnh vườn mà em giới thiệu cho anh chị, mảnh vườn này vuông vức sạch đẹp không màu mã nha anh chị. Rất là đẹp nha anh chị. Thì ở đây của mình là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Rồi anh chị mua cái mảnh vườn này, chủ sẽ cho mình một ngôi nhà nhỏ luôn. Thì bên em nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ nha, nhận lên hữu cư cho quý anh chị mình luôn, nhận xe hàng rào, nhận làm công trình nhà ở. Thì mọi thắc mắc anh chị cứ lòng liên hệ qua số điện thoại bên dưới, bên em sẽ có nhân viên với anh chị mình đi xem. Anh chị thấy người ta trồng dừa tái thấy ghê không, đây dừa xinh xanh nha anh chị, cái mảnh dừa này đang cho trái nha anh chị, có dừa nữa anh chị thấy không, trái quá trời trái anh chị. Rồi em sẽ mở cái la bàn, nhà mình quay về hướng nào nha anh chị. Mặt tiền của mình quay về hướng Bắc nha anh chị. Thì anh chị hợp không phải hướng Bắc thì mình mua mình cất nhà hướng Bắc. Từ đây mình về thành phố Mỹ Tho là 14 km, chạy xe là 24 phút nha anh chị, rất là gần nha anh chị. Từ đây về bến xe miền Tây là 66 km, chạy xe là 1 giờ 23 phút, mình đi cao tốc rất là gần nha anh chị. Đây cái chỗ em đang đứng nè, của đền Long Hưng sát bên trường công học cơ sở của Long Hưng anh chị không, khu mà là khu đông dân cư. Rồi em mà anh chị em con ngôi nhà đây, đây là phía trước gia chủ trồng kiểng anh chị thấy đẹp không, một vườn kiểng luôn, nào là mai, nào là mỹ hồng, quá trời đẹp anh chị, một vườn kiểng luôn. Ngôi nhà này về ở ngay luôn, nhà mình được hai phòng nha anh chị, hai phòng ngủ, một phòng khách và một toilet. Thì anh chị mua miếng đất này gia chủ thiết tặng cho mình một ngôi nhà luôn. Cái bên đây là gia chủ thiết kế mà cái hình là đồ mình để đồ anh chị thấy không, thì anh chị mà để vật dụng này kia đây mình để cũng mát mẻ, ở dưới quê mình nhà tôn mà, đây là không khí mát mẻ trong lành lắm nha anh chị. Nói diện hàng xóm mình là một vườn cái trái cây luôn anh chị thấy không, trồng là dừa tái cái ghê anh chị, quá là đẹp anh chị. Thì ngôi nhà này có tổng diện tích là 1.200 m², mặt tiền của mình là được 25,5 m, chiều sâu là 48 m, thì chủ kêu giá là 900 triệu trên 1.000 m². Thì mình đo bao nhiêu mét thì mình tính tiền ra bao nhiêu mét nha anh chị. Em thấy là gia chủ đây là tầng mai mỹ hồng ha, chị nguyên cái dàn kiển nó đẹp không? Đó. Đó mỹ hồng, mỹ cam rồi đó. Mai thì khi anh chị mua cái ngôi nhà này xong là điện nước wifi anh chị thấy không, gia chủ đã có sẵn điện nước wifi cho mình luôn rồi, thì do mình ở ngay thôi. Thì ngôi nhà này thì chủ kêu giá là 900 triệu trên 1.000 m² nha anh chị,
Rồi em xin chào quý anh chị ạ.